Câu chuyện một tu sĩ dòng tên người Phi ở tuổi 26 trên con đường phong thánh. Theo CNA cho biết, Rishi Fernando là một thầy dòng tên ở tuổi 26 người Phi đã bị chết vào năm 1996 để cứu những học sinh người Cambodia thoát khỏi trái lựu đạn ném tay. Hiện nay, thầy đang trên con đường phong thánh nhờ vào một quy định của Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào mùa hè này nhằm tiến hành phong thánh cho tất cả những ai đã tự hiến cuộc đời mình vì người khác và kiên trì cho đến chết vì sự dâng hiến đó. Cha Antonio Moreno, giám tỉnh dòng tên ở Phi Lục Tăng nói với báo Rappler vào ngày 30 tháng 7 rằng nhà dòng đã được phép bắt đầu mở hồ sơ phong thánh cho thầy Fernando. Thầy Risha hay còn gọi là Rishi Fernando thuộc dòng tên đã đến Cambodia vào năm 1995 trong một tu hội dòng tên để phục vụ những người bị khuyết tật do bệnh tật, bom mìn hay những tai nạn khác. Theo các tu sĩ dòng tên tại Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương, thầy Rishi mau chóng tìm được sự tin tưởng quý mến của các học sinh khi thầy học tiếng địa phương và dành thời gian lắng nghe những câu chuyện thương tâm. Một trong các học sinh của thầy là một em mồ côi tên là Sarom, đã bị bắt đi lính vào năm 16 tuổi và bị tàn phế bởi bom mìn. Ngay cả nhiều người cho rằng thái độ của Sarom gây rắc rối, thì thầy Risha trong một lá thư gửi cho các bạn của mình vẫn xác định rằng Sarom luôn có chỗ đứng trong trái tim mình. Vào ngày 17 tháng 10 năm 1996, Sarom đến trường học của nhà dòng gặp ban giám hiệu để xin được tiếp tục đi học sau khi em đã hoàn tất chương trình và lời yêu cầu của em bị từ chối vì ban giám hiệu cho rằng Sarom là người đã gây nhiều rắc rối trong trường. Tức giận vì bị từ chối, Sarom liền lấy một trái lựu đạn để sẵn trong túi sách và tiến đến một lớp đang có rất nhiều học sinh. Cửa sổ của lớp học đóng kín và học sinh không có lối thoát. Thầy Rishi nhanh chân bước đến phía sau Sarom và cố nắm lấy trái lựu đạn mà Sarom toan ném vào lớp học. Thế rồi trái lựu đạn bất ngờ rớt xuống phía sau Sarom và thầy Rishi, nổ tung, giết chết vị tu sĩ dòng tên đang nằm đè lên người Sarom để cứu em và mọi người trong lớp học khỏi phải chết. Totet Banainan là một tu sĩ dòng tên nói rằng 4 ngày trước khi chết, Siri đã viết một lá thư cho các bạn và các tu sĩ cùng dòng như sau: tôi biết trái tim tôi hiện đang ở đâu. Tim tôi đang ở cùng Chúa Giêsu Kitô, đấng đã dành cho tất cả người nghèo, người bệnh, trẻ mồ côi. Tôi vẫn tin rằng Thiên Chúa không bao giờ quên dân của Ngài là những anh chị em khuyết tật của chúng ta. Và tôi rất vui mừng vì Thiên Chúa đã dùng tôi để bảo đảm với anh chị em của chúng ta là Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Tôi tin tưởng rằng đây chính là ơn gọi của tôi. Vào năm 1997, cha mẹ của thầy Rishi đã viết thư cho ông Hoàng Ronodom Sihanouk của Cambodia xin tha thứ cho Sarom. Một lần nữa Sarom nói, anh ta không muốn giết thầy Rishi và anh ta coi thầy như một người bạn. Phi Lục Tăng là một nước đa số theo đạo Công giáo, nhưng cho đến nay mới chỉ có hai vị tử đạo vào thế kỷ 17 được phong thánh, đó là thánh Lorenzo Luis, tử đạo ở Nagasaki, và thánh Ferro Calonso, tử đạo ở Guam. Tuy nhiên, rất nhiều hồ sơ phong thánh đã được mở ra trong những năm gần đây. Ngày 31 tháng 7 là ngày lễ kính thánh Y Nhã, vị sáng lập dòng tên. Cha Moreno nói rằng, thầy Rishi là một trong số các tu sĩ dòng tên noi gương thánh Y Nhã, tự hiến đời mình bằng việc hy sinh phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Trong bản ghi nhớ của tỉnh dòng tên Phi Lục Tăng, cha Moreno ghi rằng, nhiều biểu lộ khác nhau về lòng tôn kính đối với Rishi đang nổ rộ và vẫn tiếp tục, không những chỉ ở Phi Lục Tăng và Cambodia, mà còn ở nhiều nơi khác nữa. Bước kế tiếp trong tiến trình phong thánh của thầy Rishi là tìm hiểu về cuộc đời đạo hạnh của thầy qua các bài viết, cuộc nói chuyện và phỏng vấn của những người đã từng biết thầy và những sự việc liên quan khác. Cha Moreno nói rằng, xin Chúa giúp cho tiến trình phong thánh và nếu Ngài muốn, việc ấy sẽ đem lại phần ân ích cho mọi người.